Meghan ứng xử kém duyên ngay giữa chốn đông người khiến Harry bị chê cười. Meghan Markle đã có khoảnh khắc ứng xử khiến dư luận ngán ngẩm, không nói nên lời. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Jesus Andrew Rosas mới đây đã có đoạn video thu hút sự chú ý của dư luận khi phân tích những cử chỉ kém tinh tế của Meghan trong một sự kiện diễn ra vào năm 2020. Theo đó, vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, nhà Sussex là tay trong tay xuất hiện tại sự kiện Endeavour Fan Award, lễ trao giải được Harry thành lập từ năm 2012 để tôn vinh các binh sĩ tổ chức ở London, Anh. Chuyên gia Jesus đã phân tích một khoảnh khắc nữ công tước có cách ứng xử kém duyên ngay chốn đông người. Theo đó, khi vợ chồng Meghan đang nắm chặt tay nhau chuẩn bị bước vào một căn phòng thì công tước xứ Sussex gặp một người quen. Anh tiến về phía trước để chào hỏi người này. Thay vì buông tay chồng để Harry thoải mái đứng nói chuyện với đối phương, Meghan đứng thẳng lưng, nắm chặt tay chồng nhất quyết không buông. Chuyên gia Jesus phân tích rằng hành động này của Meghan một lần nữa chứng minh cô thích kiểm soát chồng. Nữ công tước xứ Sussex luôn không muốn Harry được thoải mái nói chuyện với người khác. Việc đi hay ở lại nói chuyện của Harry đều phải đưa Meghan quyết định. Hành động Meghan nắm chặt tay chồng không buông cho thấy cô không muốn Harry rời khỏi mình, không muốn anh giao lưu với người khác quá nhiều. Theo chuyên gia Jesus, cách ứng xử trên của Meghan đã khiến Harry phải xấu hổ khi ai cũng nhận ra anh đang chịu sự kiểm soát của vợ. Nữ công tước không hề để chồng thoải mái làm những gì mình muốn giữa chốn đông người. Bên cạnh đó, ông Jesus cho rằng, việc cặp đôi đang thực hiện nhiệm vụ hoàng gia nhưng lúc nào cũng tỏ ra thân mật. Yêu đương mặn nồng đã phần nào thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của họ. Ai cũng biết rõ, làm nhiệm vụ hoàng gia chính là công việc đòi hỏi sự nghiêm túc, chỉnh chu nhưng với nhà Sussex, họ biến chỗ làm việc trở thành nơi phô diễn tình cảm. Không hề để tâm đến những người khác, ý kiến của ông Jesus đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều người. Một người dùng mạng bình luận, tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi một phụ nữ trưởng thành đã 40 tuổi nhưng lại có cách hành xử như một cô gái chưa thành niên. Việc Meghan đứng yên đó, không có thái độ thả lỏng cho Harry khi anh đang cố gắng chào hỏi người quen đã nói lên nhiều điều. Meghan có cách hành xử quá thô lỗ, luôn tự coi mình là trung tâm, muốn điều khiển mọi thứ, một người khác bình luận.